lý ủng Masanaki 258K là dung tích 258 lít, dàn vận động tiết kiệm điện, siêu bền. Những điều kiện tầm bên trong dễ dàng điều chỉnh, đèn led phát sáng, trưng bày sản phẩm đẹp hơn. Có 4 ngăn kệ để được nhiều nước. Công suất là 144.5W/giờ, nhiệt độ làm mát từ 0 cho đến 10 độ C, trọng lượng là 58 kg. Kích thước của tủ là cao 1m35 mũi 735, rộng 535 cm, ngang 40 x 40, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng không cần trả trước, miễn phí giao hàng lắp đặt. Liên hệ điện máy Thịnh Phát số điện thoại 0907 361 261, địa chỉ